thử thách tặng thẻ cho người lạ. Để tôi nói chuyện nước ngoài với ông mày nha mọi người nha. Trẻ ơi, gặp cái nước ngoài luôn là sao vậy? Trời đất ơi. Ê, cái này xinh nha, gái xinh nha mấy ông. Ok, hello các bạn nha, lại là mình Toàn Vô Lo các bạn. Thì ngày hôm qua thì mình đã full 120 thẻ rồi các bạn nha. Thì ngày hôm nay thì như mình đã hứa mình sẽ làm thử thách rồi là đi tặng thẻ cho người lạ các bạn nha. Thì cái con bé này gọi là minh chứng cho mình gọi là 120 chứ 120 các bạn nha. Đây mình có dư khá là nhiều thẻ luôn, bây giờ mình sẽ đi tặng cho mọi người ha. Nhưng mà trước khi tặng các bạn thì mình nhắc nhở các bạn như thế này ha. Đây chỗ này nè. Đó thì các bạn nào có muốn mua trứng này thì các bạn mua ngay ngày hôm nay các bạn nha. Tại vì cái này bán 35 ngày tiền sao chứ không phải là 300 KC mọi người nha. Thì được giảm giá khá là ok. Bạn nào muốn mua thì mua nha mọi người ha. Tôi sẽ mua một trứng nha mọi người để dành mở sau nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái thử thách gọi là đi tặng thẻ cho người lạ như sau. Ok, thử thách chúng ta ngày hôm nay như sau các bạn. Thử thách đơn giản các bạn, thì chỉ việc đơn giản thôi, mình chạy lên mình hỏi một cái người lạ nào đó, mình hỏi là bạn ơi bạn có thiếu thẻ nào không. Nếu bạn đó nói ra cái thẻ mà bạn đã thiếu nhưng mà mình tặng được cho bạn thì là mình thành công các bạn nhé. Nếu mà mình tặng không được tức là mình thất bại các bạn nhé. Trường hợp mà nếu mà mình bắt chuyện với bạn cũng không được thì cũng là thất bại luôn nha mọi người, tức là mình nói chuyện với bạn mà bạn không trả lời mình đó các bạn. Rồi thử thách này mình sẽ thực hiện trong 5 vòng các bạn nhé. Thì tương ứng với 5 khu vực trong gọi là game Play Tour đầu của mình các bạn, đó là Plaza nè, Campin nè, thị trấn nè, khu trung tâm và khu nghỉ dưỡng các bạn nhé. Thì nếu mình hoàn thành 5/5 á thì đương nhiên thì khách thì phải có quà tặng thắng thôi mọi người á. Thì nếu như mà mình hoàn thành hết 5/5 thử thách thì các bạn á, thì các bạn xem video này thì các bạn đừng quên để là một like đăng ký kênh các bạn nhé. Thì đơn giản như vậy thôi mọi người. Ok, rồi nếu như mà mình không hoàn thành á mình sẽ tặng thêm các bạn một phần quà nữa ở cuối video này các bạn nhé. Ok, rồi bây giờ bắt đầu cho thử thách rồi, đi thôi. Ok thì đó là lực các bạn nhé. Thì hiện tại là mình đang có dư là chỉ có là 300 sao thôi mọi người, cũng không nhiều lắm, thành ra là không biết là có hoàn thành thử thách hay không các bạn ơi. Mong là sẽ hoàn thành nha. Thì để coi ai thua đây. Rồi thì mình hôm nay thì mình chọn bên phố Mỹ nha mọi người nha. Tại vì mình chọn phố Mỹ đi chi cũng như mình thử thách bản thân mình mà, chẳng hạn như là bên đây thường là sẽ có kiểu như sẽ có người nước ngoài mọi người. Nếu mà mình chọn trúng người nước ngoài thì mình sẽ nói tiếng nước ngoài với người đó luôn, nói khi nào mà người đó hiểu được thì thôi mọi người nhé. Coi như không hiểu là coi như mình thua các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách đầu tiên mọi người ha. Chúng ta sẽ chọn một cái người nha mọi người. Tôi đang ở trong cabin nên tôi sẽ chọn một người trong cabin đúng không ạ nhé. Mấy bạn này thì có vẻ là đang ngủ các bạn ơi, đang treo hay sao. Ủa hôm nay tôi vô ngay cái map mà ít người ta. Ôi map này 15 người cũng được mà, để tôi đi kiếm theo các bạn nha. Tôi sẽ chọn một người nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn bạn này nha mọi người nha. Bạn cái gì Han Delay nè, hôm nay người nước ngoài cái gì gom nổi ơi. Rồi xong tôi rồi, hello. Trời ơi, người ta người nước ngoài thì tôi không coi các bạn ơi. Có phải nước ngoài không ta? Tên thì có lẽ là giống như người nước ngoài á, nhưng mà không biết phải không thôi. Hay là bạn này bạn tắt chat rồi mọi người. Ê ha, bạn ơi, tôi cho thẻ bạn nè, bạn này đi lụm nữa, tôi cho thẻ nè. Trời ơi, để tôi coi thử người nước ngoài người Việt Nam vậy. Capybara, xin phép lọc kết bạn gì vậy? Ông này là người Việt hay sao các bạn ơi, đúng không? Đúng người Việt không mọi người? Hello, chi bạn? Trời ơi, ông này ông lo tôi luôn mọi người ơi. Trời ơi, tôi chịu rồi. Trời, tôi cho thẻ ông lo tôi luôn là sao vậy? Ông thấy tôi nhiều quá hay sao mọi người? Hu. Chào bạn, nhận thẻ không? Trời ơi, tôi nói gì luôn mà không chịu, thôi chịu luôn á. Chịu luôn rồi các bạn ơi, ông này ông lo tôi luôn rồi. Cái gì trời? No, mấy người đầu tiên không lẽ chúng ta đã thất bại rồi sao các bạn ơi? Trời ơi. Trời ơi là trời, bạn này in. Để coi bạn này bạn nói lại tôi mới biết là bạn là người nước ngoài hay là người Việt Nam mọi người. Đúng ra là không biết nhưng bạn là người nước nào luôn á. Tôi nhìn cái avatar thì cái gì đây? Đồ tồi á, là người Việt rồi. Ôi, gì vậy? Rồi toàn luôn rồi các bạn, người ta bắt tiêu luôn rồi mọi người. Rồi vị trí tiếp theo chắc là mình chọn ở Plaza đi mọi người ha. Rồi mình sẽ kiếm bằng nào mà ấy, có bạn này đang mất thẻ nè, mình sẽ chào bạn này nha. Có khi nào không thành công tiếp không trời? Hello. Bạn này vẫn đứng lại rồi mọi người. Hello. Bạn này người Việt nha. Chào bạn. Ý em hả? Rồi anh lỡ chọn bạn kia rồi, anh chở lọn, chở chọn bạn bích hâm hâm vậy. Bạn ơi. Ông này người Việt hay người nước ngoài vậy trời? Rồi xong luôn, người nước ngoài rồi.
Trời ơi, đừng gọi giờ làm sao. Để tôi nói chuyện nước ngoài với ông này nha mọi người nha. Thì mà giờ mình dùng chiến thuật thôi chứ biết sao giờ. Đó chính là dùng gọi là dịch tiếng Việt sang tiếng Anh sang tiếng Việt nha mọi người. Trẻ ơi, gặp cái nước ngoài luôn là sao vậy? Trời đất ơi. Để tôi coi bạn này bạn cần cái thẻ gì không? Mình gửi cho bạn nha mọi người. Các bạn còn chat như thế nào các bạn ơi. Rồi xong rồi. Trời ơi, bạn này bạn không trả lời tôi một tiếng nào luôn các bạn. Tôi chịu rồi. Rồi mọi người, bạn này bạn không trả lời tôi mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt chuyện của bạn Trang nha các bạn. Coi như là mình thua các bạn ơi. Thi Trang. Thuốc nhũ tốt nhất hả? Thuốc nhũ tốt nhất là nằm trong cái phần nào vậy mọi người? À, đây tôi có 3 thẻ luôn các bạn nha. Thì bạn muốn cái thẻ này, mình sẽ tặng cho bạn đó thẻ này nha mọi người nha. Ok, rồi kết bạn với bạn nè. Rồi, thêm bạn. Bạn Trang đúng không? Bạn Trang các bạn. Thì mặc dù là mình đã nói tiếp xúc với hai người nhưng mà chưa được các bạn, nhưng mà mình đã tặng được cho bạn Trang nha mọi người ha. Cái bạn này coi như là khuyến mãi thêm nhưng mà bạn này không tính mọi người, coi như là mình thua hư hết thứ hai cho mọi người nha. Có quay video không anh? Có nha mày, có nha bạn ơi. Rồi các bạn, thì mình đã tặng cho bạn này cho bạn Trang xong rồi nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ khác thử thách tiếp nha bạn nhé. Rồi thử thách thứ ba mình sẽ thực hiện bên khu nghỉ dưỡng nha mọi người. Khu nghỉ dưỡng thì mình thấy cũng có khá là nhiều bạn đang đi bắt thẻ hay là bắt cái gì đó các bạn. Mình sẽ lựa một cái bạn nào đó tên tiếng Việt nha mọi người. Mình sẽ không lựa tên tiếng Anh nữa đâu. Trời ơi, chịu rồi, nãy giờ dính mấy ông luôn á. Một ông kia đi không trả lời, một ông này người tiếng nước ngoài nói chuyện không hiểu. Thôi chịu rồi, tôi kiếm một cái người bạn nào mà người Việt mới được. Tôi thấy có một bạn đang chạy xe cà rốt nè. Bạn Niên mà bạn này tên chắc là người nước ngoài rồi. Ok, Ayu, kêu gì đó không biết, tôi không biết các bạn. Người nước ngoài, thôi mình không chọn người đó nha. Ông này người nước ngoài nữa chứ đâu. Mình lên xe mình kiếm người Việt thôi. Đấy rồi các bạn, thì mình gặp được một cái bạn tên là Su nha mọi người. Su, bạn này tên Su chắc chắn là phải là người Việt đúng không? Ủa đâu mất tiêu rồi. À đây tôi chặn đầu mới được. Hình như này đúng không? Đúng. Hello. Trời ơi bạn ơi, bạn Su ơi, Su. Xuống xe đi bà ơi, tôi hỏi chuyện xíu coi. Trời đất ơi. Hi-su. Hello anh, hello. Anh đang quay thử thách đó. Em có thiếu thẻ gì không anh tặng nè. Em có thiếu thẻ gì không anh tặng cho. Idol bữa em gặp này. À trời ơi, được rồi. Bây giờ tôi tặng thẻ trong nè. Ông nói thiếu thẻ gì đây tôi tặng cho. À để em xem. Ok. Những người bạn rừng xanh đó anh. Trong cái nào vậy em ơi? Những người bạn rừng xanh. Nghe hơi lạ nha mọi người, tại vì cái này mấy cái thẻ mới á, tôi cũng không có để ý mấy các bạn. Những người bạn rừng xanh nằm đâu giờ để tôi hỏi bạn coi. Câu chuyện của muôn thú ha. Ok, rồi đợi anh xíu. Câu chuyện của muôn thú đâu ta? Đây, những người bạn rừng xanh. Ê, tôi có một thẻ luôn các bạn. Ok. Rồi, anh có. Rồi, anh sẽ gửi cho em luôn ha. Ok. Trời ơi, cái người thứ ba thì tôi đã hoàn thành nha mọi người ha. Tặng em hả? Tặng chứ, anh tặng hết. Em cần thẻ 5 sao gì em cũng tặng luôn nha. Thẻ nào cũng được, nhưng quan trọng là anh có mới tặng được nha. Anh nói bằng tên Su đúng không? Đây rồi, mình đã hoàn thành thử thách thứ ba nha mọi người. Ok, anh tặng rồi á. Ui, được các bạn luôn, sướng nha. Thế nói chung thì cái thử thách này chủ yếu cái video này mọi người. Một là tôi thử thách là tôi tặng thẻ cho mọi người nè. Hai là tôi sẽ kết bạn thêm 5 bạn ở video này nha mọi người ha. Ok, rồi. Bây giờ anh đi nha. Bye bye. Rồi mình đi mấy bạn, mình kiếm cái địa điểm tiếp theo thôi mọi người. Đó là mình vô qua bên cái khu trung tâm nữa các bạn. Đi rồi. Hình như là tôi đang ở sai thị trấn các mọi người. Tôi ở sai thị trấn các bạn, thành ra là tôi gặp người nước ngoài hơi nhiều mọi người. Tôi sẽ đổ sang cái Global Town nha. Rồi các bạn, thì tôi đã tới này lại nha. Có bạn Baby xin yêu. Trời ơi. Ê, được nha. Ê, thôi. Bạn ơi, bạn ơi. No. Trời ơi, chạy luôn rồi. Đừng mà, chào bạn. Chào bạn. Trời ơi. Toàn rồi các bạn ơi. Chào. Hello. Hi bạn, mình đang quay thử thách á, bạn có thể đứng lại nói chuyện với mình xíu được không? Trời ơi, đứng lại xíu anh. Rồi gì, rồi sao nữa bạn hả? Bạn có thiếu thẻ gì không? Mình tặng cho. Trời ơi, người ta tặng thẻ mà, từ từ để người ta chat chứ. Từ từ. Ê, cái này xinh nha, gái xinh nha mấy ông.
được gửi cho bạn một team rồi đó. Rồi đây coi bạn thiếu gì không. Juan không vậy là sao? Bạn thiếu thế nào? Bạn này bạn nói gì tôi cũng hiểu mọi người. Bạn nói cái gì mà Juan không vậy là sao các bạn? Là sao vậy? Ai mà biết được? Thế nào cũng được á, bạn nói đi. Thế nào cũng được hả? Đúng đúng. Thế nào cũng được. Đúng đúng. Nếu tôi có. Rồi rồi, chọn đây. Nếu mà tôi có tôi sẽ tặng cho. Thẻ nào cũng được chứ á. Bạn có thẻ khi nào mới dọn hết năm âm hả? Cái đó trong loại nào vậy? Chỉ trong cái đó trong cái nào á? Nói tôi tặng cho. Có thì mình xin nè hả? Cái đó nằm trong cái nào mọi người? Trong mục nào á? Cái đó nằm trong mục nào? Mục câu chuyện sau Halloween đúng không? Rồi rồi, ok, để tôi coi thử nha. Khi nào mới dọn hết đây? Ồ, tôi không có thẻ này rồi. Ây da, thẻ đó không có rồi bạn, thẻ khác đi, mình tặng cho bạn thẻ khác nha. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn này 3 lượt cho mọi người nha. Nếu mà mình 3 lượt mình không có hết là coi như mình thua nha mọi người. Ok, thế bạn cho mình thẻ vị khách không mời nha. Vị khách không mời nha. À, bạn này vẫn xin cái thẻ 2 sao thôi mọi người. Ok, mình có sao, xin có 2 sao vậy. Rồi mình xin kết bạn nha, mình xin kết bạn để mình gửi cho bạn nha. Bạn xin cái thẻ có 2 sao mọi người ơi, bạn khá là tiết kiệm luôn. Nhưng mà không sao các bạn, thì mình được kết bạn với bạn này khá là xinh nha mọi người. À, tao bằng nó đâu nhỉ, ở đây rồi, đây tôi sẽ tặng cho bạn luôn, ok. Tại mình thấy được cho nên không đòi hỏi nhiều ha. À không sao, mình tặng rồi á, thẻ nào cũng được mà. Thì tôi thẻ 4 năm sao tôi nhiều lắm, thì tôi dư thì tôi cũng tặng cho các bạn thôi à. Một thẻ nó đây mình gửi luôn. Dạ rồi, mình cảm ơn nha. Cảm ơn ở gì bạn ấy, bạn một thẻ đi mình tặng luôn cho nha. Mình một thẻ nó đây thôi, dành cho bạn sau đi hả. Ok các bạn, thì bạn này bạn mình muốn tặng thêm cho bạn nhưng mà bạn không chịu mọi người. Bây giờ mình sẽ đến cái khu thử thách tiếp theo, đó là khu thị trắng nha mọi người nha. Bye bye bạn nha. Bye bạn nha. Mình cảm ơn. Rồi, mình sẽ đi qua khu thị trắng các bạn nha. Đi thôi. Rồi, tôi đã tới khu thị trắng các bạn nha. Đây là thử thách cuối cùng chúng ta các bạn. Thì nói chung thì thử thách này cái coi tôi có hoàn thành hay không bạn, chứ thật ra là tôi đã thua các bạn rồi nha. Ở cuối video này tôi sẽ chọn ra hai bạn may mắn ở video sau nhận thưởng nha mọi người ha. Ok. Thì các bạn thứ tư hồi nãy mọi người thì khen vậy thôi chứ không có gì nha mấy ông. Tôi chỉ làm thử thách thôi mấy ông, đừng có đi mét vợ tôi nha. Tôi chỉ quay. Rồi các bạn, thì tôi lại gặp một cái bạn nữ nữa nha mọi người nha. Đây. Hello bạn này tinh hân hay sao mọi người? Ủa sao bạn đi đâu dữ người ta? Ấy bạn ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tôi chào bạn không thấy tôi luôn các bạn ơi, bạn tắt chat thì sao rồi? Cái gì vậy trời ơi bạn ơi, hello. Sao đảo tay đảo lui hoài vậy bạn? Bạn chạy tôi chạy không kịp luôn á. Rồi thôi chịu rồi các bạn, thì bạn này đã tôi không có tiếp chuyện được với bạn đó rồi mọi người. Thôi chịu rồi, bây giờ mình sẽ kiếm bạn khác các bạn. Ok, giờ bà chào lại kìa. Thầy ơi, cái gì vậy bà? Chào bạn. Chịu rồi, ta chửi luôn kìa. Tôi tính bảo là tôi đang quay thử thách, các bạn có thể quay với tôi một tí được không? Nhưng mà bạn nói là CC gì vậy? Ừ, thôi chịu rồi. Gì mà tính nóng võ công cao quá, người ta tặng thẻ thôi mà thì đâu mà nói năng nặng lời với người ta. Đúng. Rồi tôi sẽ kiếm một cái bạn khác nha mọi người. Bạn này tên Xu Duyên hả? Xu Duyên là súng găng đó hả? Ôi mặt của bạn kìa, ấy cái mặt thì dễ thương nhưng mà cái màu da thì nó hơi sậm nha. Để tôi chào bạn, các bạn ơi, bạn chào lại nè. Chào bạn nha, mình gửi cho bạn một tim trước nha mọi người. Mình đang quay thử thách gì vậy? Trời ơi, chiếc xe chạy qua. Bạn có thiếu thẻ gì không? Tặng cho. Bạn có thiếu thẻ gì không? Mình tặng cho. Có hả? Rồi. Thẻ gì nói đi, thẻ gì cũng được chứ á. Thẻ gì cũng được. Thẻ nhặt hạt dẻ hả? Ok. Rồi để mình coi thẻ đó nha mọi người ha. Nhặt hạt dẻ. Ủa, trời ơi, bạn thiếu, bạn xin thẻ 1 sao thôi các bạn. Nhưng mà thẻ đó tôi cũng có các bạn ơi. Ây da, chui cái là thẻ 1 sao mình không có các bạn. Để mình kêu bạn cái một cái thẻ khác nha. Cái thẻ khác đi, tôi tặng cho bạn cái thẻ khác. Rồi, bạn xin thẻ là thu hoạch thật vui trong ngày thu hoạch các bạn. Thu hoạch thật vui đúng không? Thu hoạch thật vui, trời ơi, thẻ 2 sao cũng có luôn, chịu rồi. Bạn xin 4 năm sao đi, trời ơi, 2 sao cũng có các bạn ơi. Cái gì vậy trời, mấy cái thẻ kiểu như tôi khi mà tôi đổi thành cái hộp á mọi người, tôi sẽ chừa những cái thẻ 4 năm sao lại còn tặng cho các bạn á. 4 T sao hả?
À đây rồi, bạn xin thẻ thuốc ngủ tốt nhất đúng không? Thẻ đó hồi nãy tôi nhớ tôi có 3 thẻ luôn bạn, tôi sẽ kết bạn với bạn nha. Ok. Rồi phải kết mạng mới gửi được. Kết mạng đi mình gửi nè. Ok ok. Rồi rồi tôi nhớ rồi. Hồi nãy tại tôi có tặng một đó rồi mà. Đây rồi, 44 sao nha mọi người ha. Rồi bạn tên là mình tên là Sú đúng không? Rồi ok, mình gửi cho bạn luôn các bạn. Ok, mình đã hoàn thành thử thách nha mọi người ha. Tuy là mình không có hoàn thành hết nhưng mà mình đã gửi cho bạn này luôn ha. Tuy là mình không hoàn thành 5/5 thử thách nhưng mà mình coi như là cũng được các bạn. Nói chung là chủ yếu là clip này mình nói với bạn hồi nãy là chủ yếu là mình kết bạn với mọi người nè, xong rồi mình gửi thẻ cho những bạn nào cần thiếu thôi mọi người ha. Rồi thì chắc có lẽ là mình sẽ trả kèo video game cho các bạn nha. Ở video này sẽ có cho hai người luôn các bạn nha. Rồi gọi các bạn trước khi chọn nha, bạn may mắn ở video ngày hôm qua, bây giờ mình ở cái video game chúng ta ngày hôm nay là vậy nha. Thì ngày hôm nay thì mình đã không hoàn thành thử thách các bạn, nên ở video sau mình sẽ chọn ra hai bạn để nhận quà các bạn nha. Rồi phần thưởng chúng ta là cái gì? Đây cho các bạn coi luôn ha. Rồi phần thưởng ở hai bạn ở video sau đó chính là mình tặng cho các bạn tất cả các món trong đây luôn, trừ hai cái món này ra nha mọi người nhé, trừ hai món này ra các bạn nhé, tại hai món này hai cao mình không tặng các bạn được ha. Rồi ngoài những cái món trong quà thư ra thì các bạn có thể nhận cái gói chào mừng này nha mọi người nha. Bạn nào phải có gói chào mừng trong cái phần cửa hàng của bạn á thì mình mới tặng được nha, nếu mà không có là không tặng được nha mọi người ha. Ok. Rồi, để tham gia cái mini game mình, cái bước đầu tiên thì các bạn phải like video nè, đăng ký kênh và nhấn cái chuông nếu bạn nào chưa làm nha mọi người ha. Rồi cái bước thứ hai thì các bạn để là tên trong game của bạn nè, kèm theo ID giùm mình nha mọi người nhé. Nếu bạn nào mà nhận cái gói chào mừng thì nhớ kèm theo ID nha. Rồi cái bước thứ ba thì các bạn muốn nhận cái gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới nha. Thì những phần quà đó ra thì các bạn nào muốn kết bạn với mình thì không chọn quà thì chọn kết bạn cũng được nữa nha mọi người ha. Rồi các bạn, rồi bây giờ thì ở video sau mình sẽ kiếm ra hai bạn may mắn nha. Rồi bây giờ chọn các bạn may mắn ở video ngày hôm qua thôi. Rồi bạn may mắn ở video ngày hôm qua đó chính là ok, chúc mừng bạn DK509 nha. Nhận cái mặt đúng không? Tặng cho cái mặt luôn. Ký em luôn ha, ký em luôn được không á? Ký luôn nha em. Rồi thì đầu tiên mình sẽ ký cho bạn này nha mọi người ha. Ký luôn nè, fan bao tim ha. Ok. Tim cho bạn cái nha, bạn này online mọi người. Rồi mình tặng cho bạn này luôn các bạn nha. Ok các bạn thì nhớ là video sau mấy bạn nhớ nhắc mình là mình tặng cho hai bạn nha mọi người ha. Nhớ nếu mình có quên nha mọi người. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mình đi ra ngoài mình tặng thẻ cho các bạn tiếp thôi các bạn. Để thôi hỏi ai cần gì thì dư dư rồi đó, mình tặng cho mọi người ha. Rồi các bạn thì chắc có lẽ là hẹn gặp lại các bạn clip sau nha mọi người nha. Các bạn ơi, các bạn nào đừng quên xem tới đây, nào quên like cái kênh thì tiện tay để một like cái kênh bạn nha. Ok. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye. Ê, tôi đi kiếm người nào mà kiểu như mà hơi ít chơi chứ tôi tặng cho bạn này nha, kiểu như bạn này hơi khó nào coi. Mình sẽ cố gắng mình giao tiếp với bạn này nha.